Vâng, là phải xin kính chào quý vị và tiếp tục clip giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay. Em xin được gửi đến quý vị hai chiếc Omni, một chiếc Đờ Lông 390 25 mã và một chiếc Technic V7 dòng chuyên đánh loa Nga, chuyên trị loa Nga. Tất cả là hàng mạng về nhá anh em nhá, đẹp xuất sắc. Như anh em có thể thấy. Đây, Đờ Lông 390 25 mã, công suất 138W, điện 100V. Phía dưới đây là Omni Technic V7, điện 100V, công suất là 140W. Đây là số series của máy nhá. Anh em để ý 3134 này. Còn đây là 265. Đây là các cổng kết nối với điện thoại, máy tính. Còn đây là đánh cầu loa AB. Đấy, phía trên là cầu A, phía dưới là cầu B. Bên đây cũng vậy. Đây là các cái cổng kết nối điện thoại máy tính nhá anh em ạ. Hàng về thì là đẹp xuất sắc và zin toàn bộ, tất cả hoạt động hoàn hảo. Em xin giới thiệu qua một chút về các cái chức năng của nó. Thì cũng như những âm ly khác thì có phía bên trái đây là nút nguồn, đây là cầu loa AB, đây là direct, đây là volume tổng anh em nhé, đây là ba lăng, bass, chép và volume. Và lau lướt, em này thì lau lướt nó không ấn nút mà là nó là dùng núm vặn anh em nhé. Đây là nút, các nút chọn cổng được vào, mặt nhôm các thứ nó đẹp keng anh em nhé. Và lắp lưng zin đét và đẹp toàn bộ. Phía dưới đây là một chiếc Omni V7, rất là thông dụng với anh em rồi, dòng này chuyên đánh loa Nga. Đây, Technic V7, hàng đẹp xuất sắc anh em nhé. Phím nguồn, đây chỉnh bass chép. Và đây là bật tắt chế độ chỉnh bật chép, đây là V-turn này. Đấy, còn đây là các cái chế độ lọc và stereo mono, lau lớt, ba lăng, cân loa, volume tổng, các vặn chỉnh đường vào, chế độ follow, MM và MC. Tất cả là zin đét và hoạt động hoàn hảo anh em nhé. Riêng chiếc Omni Đờ Lông 390 hay là mã còn có cả khiển luôn. Như anh em có thể thấy là tất cả là zin đét và hoạt động hoàn hảo. Còn nguyên zin 100%, bụi em còn chưa lau luôn nhá anh em nhá. Anh em để ý các cái lúm lút này, vẫn có một chút bụi em chưa lau chùi nhá. Đấy. Đấy. Vẫn có một chút bụi nhá. Em để nguyên như này, em quay lên cho anh em cho nó mộc mạc chuẩn luôn. Tất cả là zin đét 100%, đèn Class A sáng đẹp, hàng nguyên zin. Những cái dòng Omni thương hiệu này thì cũng không phải quảng cáo nhiều với anh em. Dòng này thì chuyên đánh những cái đôi bookshelf, còn dòng dưới thì dành cho những đôi loa thiếu bass này, là trị bass rất tốt này. Tập trị loa Nga nhá anh em nhá, S90D đánh rất tốt luôn. Tất cả các chức năng hoạt động hoàn hảo và đẹp keng hết. Và em xin thông báo giá với anh em cái sản phẩm ngày hôm nay. Đầu tiên là chiếc Omni Đờ Lông 390 25 mã có khiển hàng mạng nhá anh em nhá, hàng mạng đẹp. Bên Nam Khánh đang bán là 3.500.000 đồng. Đấy là cả khiển luôn nhá anh em nhá. Anh em nào không lấy khiển thì có thể bớt cho anh em vài trăm, bởi vì thực ra cái khiển này khi anh em đi mua thì là cũng mấy trăm nghìn một cái rồi, khiển xịn theo máy luôn. Còn chiếc Omni Technic V7 bên Nam Khánh đang bán là 3.300.000 đồng, hàng đẹp xuất sắc, tất cả đều là hàng mạng nhá anh em nhá. Còn hàng bãi xấu xấu thì giá nó sẽ rẻ hơn chút. Đấy là em cứ thông báo rõ luôn về cái tổng thể về giá rổ rồi cũng như là các cái thông số của máy như thế. Anh em cân đối, anh em có nhu cầu thì liên hệ Nam Khánh số điện thoại 0972 451 489, địa chỉ ngã tư Cổ Nhuế Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Có ship hàng toàn quốc và không bao gồm phí ship. Anh em đi qua xin một nút đăng ký kênh để ủng hộ Nam Khánh cũng như là để theo dõi các mặt hàng mới về bên Nam Khánh. Và Nam Khánh xin chân thành cảm ơn. Cuối cùng em xin kết thúc video để hẹn anh em ở video sau. Anh em có nhu cầu thì liên hệ em. Xin cảm ơn anh em đã xem video.